1, 2, 3. Ok. Kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì phóng viên báo Quân đội Nhân dân chúng tôi đang có mặt tại sân vận động thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Và như các đồng chí các bạn thấy là không khí lúc này đang rất nóng ạ. Nói tiếp đi. Vâng, không khí lúc này đang rất nóng ở phía trước sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trước thời điểm diễn ra trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Đây, cổ động viên đang đổ dồn về sân vận động Việt Trì. Rất đông ạ. Và lúc 7 giờ tối ngày hôm nay, ngày 19 tháng 5, trên sân vận động Việt Trì sẽ diễn ra trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Trên đầu của một đoàn diễu hành của đoàn xe để cho các đồng chí và các bạn thấy được cái không khí của lúc trước sân vận động Việt Trì lúc này. Vâng ạ, tinh thần cổ vũ cho U23 Việt Nam đang rất mãnh liệt ạ. Vâng, một rừng cờ đỏ sao vàng và không khí đang ngập tràn. Lượng người đang có mặt ở trước sân vận động Việt Trì đang rất lớn. Việt Trì mới có một cái không khí ngày hội như hôm nay.
là nhóm cổ động viên đến từ Hải Phòng. Vâng ạ, không khí ở Việt Trì lúc này thì cũng không khác gì không khí ở dưới Nam Định. Với sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam. Đây cổ động viên này rất sáng tạo. Để lá cờ lên cần gạt nước của xe. Mình là cổ động viên đến từ đâu ạ? Em là cổ động viên đến từ Hải Phòng. À, thế là mình đã di chuyển từ Hải Phòng lên đây để cổ vũ. Mình dự đoán thế nào về tỷ số trận đấu ngày hôm nay? Lúc này mới chỉ là 6 giờ kém 10, hơn 1 tiếng nữa thì trận đấu mới diễn ra. Thế nhưng mà lúc này thì gần như là không gian ở trước sân vận động Việt Trì đã chật cứng rồi ạ. Đây là đoàn xe của nhóm cổ động viên đến từ Hải Phòng. Với lượng cổ động viên lớn như thế này thì là ban tổ chức, đặc biệt là lực lượng công an giao thông sẽ phải hoạt động rất là vất vả. Các đoàn xe đang nối đuôi nhau tiến về thành phố sân vận động thành phố Việt Trì. Xin chào anh ạ. Anh cho biết là anh là cổ động viên đến từ đâu ạ? À, thế anh di chuyển từ Hà Nam lên đây. Vâng. À, vâng. Anh dự đoán thế nào về tỷ số trận đấu ngày hôm nay? Và anh có lời chúc nào gửi đến đội tuyển không ạ?
Việt Nam chiến thắng. Vâng, đây là đoàn xe của hội cổ động viên Hà Nam. Với tình yêu dành cho U23 Việt Nam thì rất nhiều hội cổ động viên từ các địa phương khác nhau đã đổ về Việt Trì để cổ vũ cho các tuyển thủ của chúng ta. Và sau đây tôi xin phép được di chuyển vào trong khu vực sân vận động để truyền đến các đồng chí và các bạn những cái không khí ở phía trong bên trong sân. Cuối cùng vẫn đang được truyền tay nhau để cho các cổ động viên có được vé vào sân. Vâng, xin chào anh. Anh là cổ động viên ở đâu ạ? À, anh đến từ Vĩnh Phúc ạ. Dạ vâng. Tại sao anh lại hóa trang như thế này ạ? Anh nghĩ như thế nào về trận đấu ngày hôm nay của U23 Việt Nam với U23 Malaysia? Một dự báo hết sức lạc quan ạ. Và chúng ta có lý do để chúng ta lạc quan. Chúng ta hoàn toàn có lý do để lạc quan ạ. Cảm ơn các anh ạ. U23 Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá là chất lượng hơn rất nhiều, tức là ở một đẳng cấp khác so với U23 Malaysia. Đó là cầu thủ Hoàng Dũng, Hoàng Đức Hùng Dũng và Tiến Linh ạ. Ba cầu thủ được quá tuổi được huấn luyện viên Park Hang-seo cho gọi vào bổ sung vào lực lượng của đội U23 Việt Nam. Ba cầu thủ này được kỳ vọng là sẽ là những cái mũi nhọn ở trên các mặt trận tấn công và phòng ngự của U23 Việt Nam. Vâng, lúc này thì người dân vẫn đang tiếp tục xếp hàng vào sân ạ. Thời tiết ở Việt Trì hôm nay khá là dễ chịu. Trời mát, không có gió nhưng trời cũng khá mát. Ở đây chúng tôi thấy có rất nhiều nhóm cổ động viên đến từ Vĩnh Phúc, đến từ Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.
Vâng, tranh thủ chốt lời những tấm vé cuối. Đây tôi thấy một nhóm cổ động viên khá là đặc biệt. Cho hỏi nhóm cổ động viên của mình là đến từ đâu đấy ạ? Nhóm cổ động viên của mình đến từ đâu ạ? Em thấy là trang đồng phục rất là đặc biệt. Từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình mới ra đây. Mình mới ra đây sáng nay ạ. Dạ vâng. Thế thì các anh thử có lời chúc nào gửi đến U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay không ạ? Việt Nam thắng 3-1. U23 Việt Nam. Vâng, một nhóm cổ động viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiệt huyết, rất là hào hứng di chuyển bằng máy bay ra với đội tuyển ra để cổ vũ ạ. Vâng, như vậy là nãy giờ thì chúng ta có thể thấy là các cổ động viên từ khắp mọi miền đất nước đang vào với sân vận động Việt Trì. Dòng người rất dài đang nối đuôi nhau tiến vào phía sân vận động. Các đồng chí và các bạn hãy cho tôi biết dự đoán của mình về tỷ số trận đấu ngày hôm nay giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia đây ạ. Tôi rất cần những cánh tay của các đồng chí và các bạn lúc này. Chú thì là live stream đây ạ. Hiện tại thì đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt ở trong sân và đang làm các công tác chuẩn bị cũng như là khởi động trước trận đấu.
về trận đấu ngày hôm nay thì giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia thì U23 Việt Nam chúng ta và U23 Malaysia thì đã gặp nhau rất nhiều lần ở trong lịch sử. Và nếu mà nói về lịch sử đối đầu ở SEA Games thì hai đội tuyển đã gặp nhau 11 lần. Trong đó thì U23 Việt Nam đã thắng 6 lần. Còn 5 lần thì chúng ta thất bại trước U23 Malaysia. Đội hình ra sân hôm nay của đội tuyển Việt Nam là gồm có thủ môn Văn Toàn, ba hậu vệ là Thanh Bình, Lý Công Hoàng Anh và Tiến Long. Ở phía hai cánh là vẫn là cặp đôi Văn Xuân và Văn Đô. Ở phía hàng tiền vệ là ba cầu thủ Hùng Đúc, xin lỗi các bạn, là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Lý Công Hoàng Anh. Ở phía trên hàng tiền đạo là Tiến Linh chơi cùng với Nhâm Mạnh Dũng. Đó chính là 11 cầu thủ ra sân hôm nay trong đội tuyển U23 Việt Nam. Vâng, vừa rồi là đồng nghiệp của chúng tôi đã thông báo về đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam theo đăng ký với ban tổ chức. Vâng, tôi thấy là rất nhiều các cổ động viên đang dự đoán tỷ số là trận đấu là 3-1 dành cho Việt Nam, dành cho U23 Việt Nam. Tôi cũng đang tin chắc vào một chiến thắng cách biệt ít nhất 2 bàn dành cho đội tuyển của chúng ta. Selfie trước khi vào sân, dán những miếng sticker vào mặt để thể hiện tinh thần với đội tuyển, tinh thần yêu bóng đá và niềm tin vào chiến thắng của đội tuyển. Vừa rồi là tôi vừa chuyển đến các đồng chí và các bạn không khí trước sân vận động Việt Trì, nơi sẽ diễn ra nơi trận đấu của U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay. Rất náo nhiệt. Sau đây tôi xin phép dừng livestream ở đây và sẽ tiếp tục chuyển đến các đồng chí và các bạn những hình ảnh ở phía bên trong sân, nơi đội tuyển U23 Việt Nam đang làm công tác chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu ạ.